Đua kỳ thú đã quay trở lại. 9 đội chơi mới là những người nổi tiếng đã và đang thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới với rất nhiều điều bất ngờ cùng cuộc đua kỳ thú 2013. Đội chơi nào sẽ có đủ sức mạnh, bản lĩnh và sự khôn khéo để vượt qua những thử thách đầy mạo hiểm và giành giải thưởng 300 triệu đồng của chương trình? Đón xem sự trở lại của cuộc đua kỳ thú Việt Nam với phiên bản người nổi tiếng, phát sóng 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên VTV3.